chúng ta đang có mặt ở bên trong cái dự án đảo Kim Cương ở bên khu vực của Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Thì cái đảo Kim Cương này thuộc cái địa bàn của phường Bình Trưng Tây, quận 2. Đây là một trong, chúng ta đang có mặt ở bên trong căn hộ của tháp Canary. Chỉ duy nhất tháp Canary là tháp có office tower, có thể được kinh doanh ở bên trong. Đây là cái căn một phòng ngủ 40x45m². Đây là chủ hiện đang ký gửi cho thuê và chuyển nhượng. Với đầy đủ các trang thiết bị nội thất như thế này luôn. Full nội thất nha các anh chị. Có tủ lạnh, bếp từ, lò van, kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Thì ngay từ lúc đầu là cái tháp này bàn giao là bàn giao thô, thì chủ đầu tư đã hoàn thiện tất cả những nội thất như thế này, rất là đẹp. Đây là cái trang thiết bị thông minh điều khiển. Đây là cái căn một phòng ngủ của chúng ta, có tivi luôn. Đây bàn giao full nội thất như thế này, nhưng mà hiện là ưu tiên chuyển nhượng nhiều hơn. Đây là khu vực bên ngoài của phía công viên của chúng ta. Thì đảo Kim Cương đặc biệt là công viên rất là rộng lớn, xuyên suốt những cái tòa với nhau. Thì chỉ duy nhất cái tháp Canary là cái tháp mà có office tower và cho thuê được ở lại làm văn phòng. Bên kia là khu vực của Mystery Villas của Hưng Thịnh. Thì đây là căn hộ thuộc tầng thấp cho tới tầng trung. Bên dưới là khu khuôn viên rất là rộng lớn. Đây full nội thất như thế này. Một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì đây là phòng ngủ của chúng ta. Phòng ngủ thì cũng có tivi luôn, giường và tủ. Thì các anh chị nào quan tâm về dự án, về căn hộ này hay là khu vực Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Còn phía bên đây là khu vực nhà vệ sinh, cũng đầy đủ trang thiết bị hết. Các anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi các video clip tiếp theo. Và mình cũng có khá là nhiều căn hộ của khu vực quận 2 và quận 9. Quận 9 thì sắp có dự án Vinhome Grand Park quận 9 chuẩn bị giao nhà. Hiện đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.